Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Thị Thảo Phương, mình đến từ lớp F13E Sunderland của Học viện Ngân hàng. Ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề bình đẳng giới và tại sao chúng ta cần bình đẳng giới. Theo Liên Hợp Quốc, bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và đàn ông được hưởng những điều kiện như nhau để thực hiện đầy đủ quyền của con người và có cơ hội đóng góp những thành quả phát triển của xã hội nói chung. Tại Mỹ, các tổ chức xã hội phải mất hơn 70 năm kể từ năm 1984 cho đến năm 1920 để đấu tranh và tạo cho phụ nữ một vài quyền cơ bản như quyền được bảo hộ, quyền bình đẳng cho phụ nữ da màu nói riêng và phụ nữ nói chung, cải thiện điều kiện sống, mức lương làm việc và quyền bầu cử tại Mỹ. Một số nhà hoạt động nhân quyền còn hy sinh tính mạng của mình để đấu tranh cho các quyền này. Thế nhưng ở nhiều nước khác, những bất bình đẳng giới vẫn còn tiếp diễn. Theo thống kê thì có 77% đàn ông trong giữ vai trò là lực lượng lao động chính, trong khi đó thì phụ nữ chỉ chiếm khoảng 50% hoặc là chưa tới số đó. Ở một số nước, số lượng phụ nữ có mặt trong lực lượng lao động chính còn ít hơn rất nhiều. Thu nhập mà phụ nữ được trung bình chỉ bằng 77% so với nam giới, tức là vẫn thấp hơn khoảng 23%. So với mỗi đô la của người đàn ông kiếm ra, phụ nữ tại Mỹ Latin chỉ được 56 sen và phụ nữ tại Mỹ Phi thì được khoảng 64 sen, tức là chỉ hơn tầm một nửa. 62 triệu bé gái bị từ chối quyền học hành trên toàn thế giới, số liệu của Liên Hợp Quốc. Hàng năm thì có tới 15 triệu trẻ em dưới 18 tuổi bị ép tảo hôn hoặc hôn nhân sắp đặt của gia đình. Cứ 5 nạn nhân của nạn nhân buôn người thì có 4 nạn nhân là nữ. Có tới 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của tục cắt âm vật trên toàn thế giới. Có ít nhất khoảng 1.000 vụ giết phụ nữ và bé gái vì danh dự gia đình xảy ra hàng năm ở Ấn Độ và Pakistan. Cứ 5 sinh viên thì có một người là nạn nhân của tấn công tình dục tại trường học hay giảng đường. Tại Mỹ thì cứ mỗi 15 giây sẽ có một người phụ nữ bị chồng hoặc bạn trai đánh đập. Còn tại Việt Nam thì phụ nữ và trẻ em vẫn thiệt thòi hơn nam giới và trẻ em trai trong một số lĩnh vực. Ví dụ như là tỷ lệ phụ nữ làm công ăn lương thì chỉ bằng khoảng nửa so với nam giới. Mức lương phụ nữ thấp hơn so với nam giới, ví dụ như là mức lương bình quân thực tế theo giờ lao động của phụ nữ chỉ bằng khoảng 80% so với nam giới. Thời gian phụ nữ dành cho công việc nhà không được thù lao gấp đôi như nam giới. Số giờ lao động được hưởng của nam giới và phụ nữ là tương đương nhau. Tuy nhiên thì thời gian phụ nữ làm việc nhà lại gấp đôi nam giới. Đây là những công việc không được thù lao, do đó họ không có thời gian để tham gia vào những hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, xã hội để tiếp tục nâng cao trình độ học vấn của họ. Chưa kể đến điều kiện dinh dưỡng của phụ nữ kém hơn so với nam giới. Ví dụ như phụ nữ trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ ở các vùng nông thôn, các gia đình nghèo và các dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khả năng bị suy yếu sức khỏe hơn nam giới. Ngoài việc họ vẫn còn gặp nhiều những trở ngại như việc tiếp cận các nguồn tín dụng, đặc biệt là phụ nữ không có tài sản thế chấp như là đất đai. Mặc dù luật đất đai ở Việt Nam thì không phân biệt đối xử với phụ nữ, song những tập quán phổ biến của họ làm cho bị yếu thế hơn bởi những quyền sử dụng đất chỉ thường đứng tên người chồng hoặc những người thông tin trong báo cáo trên. Rõ ràng, trên thực tế, phụ nữ vẫn gặp rất nhiều trở ngại so với nam giới trong việc tham gia vào các công việc cũng như hoạt động xã hội, đặc biệt tình trạng bạo lực gia đình. Bạo lực giới vẫn còn đang tồn tại rất nhiều nơi theo báo cáo của UNFP. Bình đẳng giới không chỉ là để giải phóng phụ nữ mà còn để giải phóng cả đàn ông. Khi quá đề cao nam giới và hạ thấp nữ giới thì sẽ không chỉ là nữ giới bị ảnh hưởng mà nam giới cũng bị ảnh hưởng theo. Chẳng hạn như là quan niệm nam giới phải mạnh mẽ, không được khóc, không được thể hiện cảm xúc là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tự tử ở nam giới cao gấp 3 lần nữ giới. Tuổi thọ của họ cũng ngắn hơn. Rất nhiều nam giới bị rối loạn tâm lý nhưng không dám đi khám hay chữa bệnh hoặc tìm đến sự giúp đỡ của ai đó. Họ sợ bị dị nghị là yếu đuối, thiếu nam tính. Chưa kể nếu họ có theo đuổi các ngành nghệ thuật thì sẽ bị gọi là miệt thị hay là yếu đuối, đàn bà, gay. Hiện tại thì trên thế giới có rất nhiều phụ nữ là những nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu. Có rất nhiều người thậm chí được giải Nobel về sinh học, vật lý hay hóa học. Tại các nước phát triển ở Bắc Âu hay Canada, Singapore, có rất nhiều người đứng đầu trong các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học chính trị là nữ giới. Trong các ngành STEM, những nhà khoa học nữ có hiệu suất làm việc ngang bằng với các nhà khoa học nam. Một số nghiên cứu cho rằng bình đẳng giới thúc đẩy sự phát triển kinh tế, vì khi phụ nữ có cơ hội phát triển như nam giới,
họ sẽ có khả năng giúp đỡ và san sẻ cho nhau trong nhiều công việc hơn. Do đó thì đấu tranh cho quyền phụ nữ và bình đẳng giới là điều cần thiết trong mọi thời điểm. Tôi xin hết ạ.